Sau thành công tại các đấu trường châu lục và khu vực trong năm 2018 và đầu năm 2019, bóng đá Việt Nam đang dần trở thành một đối thủ đáng gờm với các đội tuyển mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Iraq. Tuy nhiên, để trở thành một ông lớn của bóng đá châu Á, đội tuyển Việt Nam cần tận dụng tài năng của các cầu thủ Việt kiều. Thành công của Đặng Văn Lâm cho thấy bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể đẩy mạnh công tác mời gọi các cầu thủ gốc Việt trở về cống hiến cho bóng đá quê hương. Trong số những cầu thủ Việt kiều đã lên tiếng muốn được VFF tạo cơ hội, nổi bật nhất phải kể đến Jason Pendon hay Alexander Đặng. Hay nói tới vị trí thủ môn, Philip Nguyễn, người đang chơi cho câu lạc bộ Liberec của Cộng hòa Séc. Anh đang là thủ môn số 1 của đội bóng này và vẫn mong có một ngày trở về Việt Nam thi đấu cho máu đội tuyển quốc gia. Trên hàng hậu vệ có nhiều cái tên có thể kể đến. Đầu tiên hãy nói tới Davide Nguyễn của BKMX Bình Dương. Davide Nguyễn gia nhập Bình Dương và đã thi đấu màu áo U19 Bình Dương ở giải U19 quốc gia vừa qua. Sinh năm 2001 tại Leipzig, Đức, song phần lớn sự nghiệp của chàng trung vệ cao 1m82 lại gắn liền với thành phố Roma, Italia, nơi gia đình cậu có công việc ở đó. Anh được xem là tài năng triển vọng trong tương lai. Tiếp theo là Michael Lê, người từng thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Metz và chơi khá tốt ở vị trí hậu vệ. Phong cách chơi bóng của Michael Lê là dứt khoát, không để gây hại trước khu vực vòng cấm địa. Ở hàng hậu vệ còn có thể kể đến Bobby Lương của Viettel hay Adriano Smith của Hải Phòng. Trên hàng tiền vệ, chúng ta có thể kể tới nhiều cái tên như Michael Nguyễn, người không còn xa lạ với bóng đá Việt Nam, đang chơi cho Selangor, hay Tony Tuấn Anh, cầu thủ từng khoác áo U19 Việt Nam. Đáng chú ý nhất là Jason Pendon với chiều cao 1m77, trưởng thành từ câu lạc bộ của FC Sosso và được đô lên đội 1 từ mùa giải 2016. Cầu thủ sinh năm 97 từng có 2 lần được triệu tập lên đội tuyển U18 Pháp. Ngoài ra, Jason cũng từng thi đấu 16 trận và ghi được 2 bàn cho đội tuyển U16 Pháp. Ở mùa giải 2018 và 2019 hiện tại, Jason Quang Vinh Pendon đã ra sân thi đấu 21 trận cho FC Sosso tại Ligue 2. Hậu vệ Việt kiều Pháp được đánh giá là một trong những mắt xích quan trọng và không thể thiếu của huấn luyện viên Peter Jender. Trên hàng công, những cái tên có thể kể ra gồm Mạc Hồng Quân của Than Quảng Ninh. Anh không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trong quá khứ, Hồng Quân từng có nhiều trận đấu cảm xúc với đội tuyển Việt Nam cũng như các lứa U tham dự các giải đấu khu vực và châu lục. Cái tên khác có thể kể đến như Alexander Đặng, sinh năm 90, cao 1m84, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Na Uy. Hiện tại tiền đạo này đang khoác áo câu lạc bộ Nes Sosyair ở giải hạng nhất Na Uy. Chân sút gốc Việt là cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng khi được vinh dự khoác áo số 10. Theo Temper Sports Group, chân sút này đã ghi được 38 bàn sau 61 trận cho Nesta Socha. Trước đó Alexander Đặng từng ghi 85 bàn trong 56 trận cho Socha, 32 bàn trên 27 trận cho Vatmira hay 31 bàn trên 33 trận cho Hodding. Tổng cộng anh đã ghi được 186 bàn trong 177 trận. Và đây, hãy chiêm ngưỡng đội hình 11 cầu thủ Việt kiều mà chúng tôi lựa chọn.